안녕하세요 여러분 ta. xin chào tất cả mọi người mình là ren hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phần số 1 của học 200 động từ tiếng hàn phải nhớ phần này sẽ gồm có 15 câu và bây giờ mình sẽ bắt đầu nha mọi người xin chào các nè cô tôi qua chùa ở cúc tụi trước khi bắt đầu mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên ren channel nha xin chào các bạn nè bắt đầu nha mọi người một tả, một tạ một tạ một tạ ở đây mang nghĩa là ăn hoặc là mang nghĩa là uống ví dụ như là mình ăn mình ăn cơm hoặc là mình ăn bánh ăn kẹo gì đó hoặc là mình uống trong trường hợp ví dụ như là mình uống bia uống rượu mình cũng có thể sử dụng một tạ hoặc là mình dùng uống thuốc dạ 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 cái bột tà thì lúc này nó cũng mang nghĩa là uống ha vì thuốc ở trong tiếng hàn đó, mình sẽ cùng với bột tà không dùng với cái từ uống kia nha mình có ví dụ như sau phẩm một trà phẩm một trà phẩm một trà ăn cơm thôi, mình ăn cơm thôi hoặc là ăn cơm đi. Ví dụ như trong trường hợp mà uh, đang dọn cơm hoặc là chồng đi làm về cái đó bụng quá. Pam mok Trong trường hợp này lưu ý ha, bờ cộng mờ, chỗ này mình đọc là mờ. Pam mok cha, ở đây là cơm và mok tả ở đây là ăn và cha. Động từ cộng với cha. Trong trường hợp này nó là trường hợp mà rủ rê ha. Chúng ta hãy, chúng ta hãy cùng làm cái gì đó. Chúng ta hãy. Và lưu ý là nó đang là cái trường hợp mà nói trong trường hợp thân mật. Khi mà mình muốn nói lịch sự thì mình thường mình sẽ dùng là động từ ướp, có bà chim thêm ướp, không bà chim mình thêm chữ bờ làm bà chim cho nó và ướp ướp si Hoặc là mình dùng ư si chố cũng được ha. Có bà chim thêm ư si không bà chim mình thêm si chố. Rồi, nó cũng mang nghĩa là lịch sự ha nó cũng là rủ rê là sự thôi thì lúc này mình chuyển phẩm mon cha này thành là pabokushicho -sì pabokushicho tiếp tục saita sai ở đây mình nghĩa là sống ví dụ như là mình sống ở cái nơi nào đó mình có thể sử dụng danh từ e saita khi người ta nói là ủa bạn sống ở đâu vậy thì mình sẽ dùng là danh từ e saita ví dụ như, như ngữ pháp của mình là mình có ví dụ nè, Busan e sarayo. Bạn sống ở đâu vậy? 어디에 살아요? 어디에 살아요? 어디에 살아요? Ờ, tôi sống ở Busan. Busan e Thì lúc này nó nhấn mạnh là cái nơi mình đang sống là ở Busan. Còn ví dụ như trong trường hợp á, mình đang nói về là tôi sống, tôi làm việc ở Busan luôn. Ờ, nên 저는... Mình sẽ dùng là sống, làm việc. Mình nhấn mạnh lên cái hành động của mình ở cái nơi đó thì mình dùng là danh từ e so sa đại phú sa nê so sa đại nê đại o? mình có thể sử dụng hai cách ha tôi sống ở busan phú sa nê sa đại o? hoặc là tôi sống tôi làm việc gia đình tôi làm hoạt động nói chung là uh, nói về cái hành động cái uh, việc làm của mình ở busan luôn thì mình nói là tôi sống tôi làm việc tôi ăn ở ở busan là hết luôn phú sa nê so đại o? 나무도 살다. 마시다. 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 마 Rồi, mình có chủ ngữ Uri là chúng tôi Chúng tôi, nó là sở hữu chung Việt Nam mình thì hay dùng là tôi á Nhưng mà người Hàn á, chồng, vợ, nhà, cửa, ba mẹ đều dùng Uri hết Tức là sở hữu chung chúng tôi Chồng mà cũng sở hữu chung với người ta nữa Trời, khổ ghê Nam Ở đây mang nghĩa là Chồng, Uri 남편 Chồng của tôi Mình có thể sử dụng 제 Nếu mình cái sở hữu riêng, ví dụ đây là cái điện thoại của tôi 제 Smartphone Smartphone đó đó bắt đầu bị điên rồi đó smartphone điện thoại của tôi hoặc là dùng là handphone cũng được thì lúc này mình sẽ sử dụng uh, cái uh, sở hữu riêng ha rồi sứ ăn à, mà sao yêu. ở đây mang nghĩa là rượu nè ăn à, mang nghĩa là không nè ăn à, theo sau nó là tính động từ thì nó mang nghĩa là không hành động gì đó hoặc là không như thế nào đó không tính động từ bà shida mới nghĩa là uống cộng với cái đuôi kết thúc câu lịch sự A, o u thì lúc này uri nằm cho nên chồng tôi rồi từ đuôi dịch lên amashida không uống không uống cái gì shur không uống rượu kada kada khả ở đây mang nghĩa là đi thì khả uh, tà và u chút nữa mình sẽ học uta ha tức là đi là làm sao các bạn bạn đi ra khỏi cái nơi bạn đang nói tức là tôi đang đứng ở đây tôi đi ra tới cái điểm này thì lúc này mình đi ra khỏi chỗ mình nói thì lúc này mình dùng là khả rồi đi đến nơi nào đó mình có danh từ e khả đi đến ha ví dụ 일치회사에 가요 일치회사에 가요 일찍 회사에 가요. Trong trường hợp này mình có danh từ nè, e ở đây mình nghĩa là đi đến đi đến cái địa điểm nào đây, 회사 đi đến công ty 일찍, mình nghĩa là sớm đi đến công ty sớm. Mà trong trường hợp này chủ ngữ không có mà tôi đang nói thì lúc này chủ ngữ sẽ là tôi, chủ ngữ lược bỏ rồi nha, tôi đi đến công ty sớm. 일찍 회사에 가요. Và ngược lại với kada thì mình có là 우다 U ta cũng là lấy cái địa điểm người nói lấy cái cái mà người nói nói đến làm trọng tâm ha. Ví dụ người nói cái địa điểm của người nói là chồng tôi đang ở nhà nè là A nè, chip nè và tôi đang ở công ty nè ở cái điểm B này là Huê xa nè. Cái chồng tôi điện thoại nói, Ô, chồng chồng mình điện thoại nói em em về nhà nhanh lên. Thì lúc này mình á người nói là chồng nè đang ở địa điểm A nên là mình đi tới cái địa điểm người nói đang nói thì lúc này mình dùng là U ta mình cũng giống y như hồi nãy thôi, đi đến nơi nào đó danh từ E -U ta ví dụ, 여기에 왜 왔어요, 여기에 왜 왔어요, 여기에 왜 왔어요, ví dụ như là trong trường hợp người ta tới nhà mình chơi mà mình không biết tại sao tới, 여기에 왜 왔어요, 여기에 왜 왔어요, tức là mình đang ở nhà nè, ship nè bạn của mình đó, nó ở nhà nó nó chạy tới nhà mình chơi tức là nó tới địa, địa điểm mình đang ở mình đang nói thì lúc này mình dùng u ta nè dò ghi dò mang nghĩa là đây nơi này nè e u ta e u ta và e khả ta thì mình dịch giống nhau thôi đi hoặc là đi đến nơi nào đó đây là đi đến hoặc là đến rồi quế tại sao còn cái hai cái chữ sờ của hoạt sờ ô này nó là thì quá khứ đã rồi và kết thúc câu quá khứ mình có là at at ô tính từ động từ at ô đã đã hành động gì đó hoặc là đã như thế nào đó trong trường hợp này tại sao nó đang là và câu hỏi thì lúc này mình dịch chủ ngữ là bạn Huế tại sao lại đến đây tại sao bạn đến đây vì nó đến đây rồi nên là mình phải chia thì quá khứ nha 여기에 왜 왔어요? 띠똑 잠을 자다. 잠을 자다. 로에야 잠을 자다. 지금 mình luyến lên luôn à. 잠을 자다. Vì từ trước có bạch chim và theo sau nó là nguyên âm, tức là những thằng có bắt đầu bằng chữ ngờ này nè. Thì lúc này mình luyến cái bạch chim lên, mình đọc lên. 잠을 자다. Nó nghĩa là ngủ ha. Các bạn có thể bỏ luôn cứ 잠을 lại đi. Các bạn lấy tà không? Cũng ok ha. Nó chỉ rút gọn thêm thôi chứ không có gì hết. 빨리 잠을 자. 빨리 잠을 자. 빨리 잠을 자. 빨리, 잠을 자. Dụ, con mình nó không chịu ngủ 10 giờ mà không chịu ngủ. 빨리 잠을 자. 빨리 잠을 자. Đi ngủ nhanh đi, đi ngủ nhanh đi. Nè, ở trong trường hợp này mình có 빨리. 빨리 ở đây là một dạng phó từ. Và chim là r nè, theo sau chữ r nữa thì chữ r thứ hai mình đọc l luôn. 빨리 lên giọng xíu ha. 빨리 nó nghĩa là nhanh thường theo sau nó là động từ làm cái gì đó nhanh bán lý rồi động từ của mình là gì đây chả mư tà nguyên cụm luôn chả này là giấc ngủ nè chả này là ngủ nè ngủ giấc ngủ tức là ngủ thôi đó các bạn có thể bỏ cái chả mới này đi cũng được rồi chả 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 này á nó đang đi với cái đuôi à o -yô. mà trong trường hợp mệnh lệnh đó các bạn tại vì cái đuôi à o này á nó rất là huyền bí mình hay nói á, nó là đuôi thần thánh á Tức là nó sẽ được chia, nó sẽ được hiểu tùy theo cái giọng của mình. Mình nói ngang 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 thì mình đang nói một cách tường thuật. Còn mình nói lên giọng, ví dụ mình nói là Bài li, um, ta. Ví dụ cái từ xa đi, mình lên giọng cha. Tức là bạn ngủ hả? Còn nè ga oh, oh thì nó mang nghĩa là ngủ. Bài li thì lúc này mình lên giọng mà cái dạng cái ngữ điệu của mình á nó sẽ thể hiện là hãy đi ngủ đi hãy đi ngủ đi hãy gì đó mình ra lệnh nên nó một cái đuôi thần thánh oh thái quá thái quá thì tùy tùy theo cái ngữ điệu mà mình sẽ sử dụng uh, dịch như thế nào cho hợp lý ha trong trường hợp lý hạ mình xa đi ngủ nhanh đi đi ngủ nhanh lý Nè, mình bỏ ao vô trong trường hợp thân mật và nếu mà mình lịch sự thì mình thêm vô vô ha ha hạ minh xa 운전하다 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 có nghĩa là lái xe. Các bạn có thể thách tách cái 운전 này ra là 운전을 하다 cũng được ha. Tại vì tách cái gốc động từ 하다 riêng và tách cái danh từ ra riêng thì thành 운전을 하다 lái xe. 운전할 수 있어요, 운전할 수 있어요, 운전할 수 있어요. Tôi có thể lái xe. Ví dụ như ai đó hỏi bạn, bạn lái xe được không? 운전할 수 있어요, 운전할 수 있어요. 네, 운전 할수 있어요. 네, 할수 있어요. Ở đây, 운전하다 là lái xe và mình đi với cái đuôi có thể nói về khả năng. Mình có thể làm gì đó. Ai đó có thể làm gì đó thì mình dùng động từ nói về khả năng làm gì đó ha. Có bà chim mình thêm ư. Không bà chim mình bỏ tà thêm real là chữ r làm bà chim cho nó. Tách rằng cái su và ít ta. nghĩa là có thể hành động gì đó động từ còn ví dụ như trong trường học ô oh, mà tôi không thể lái xe được tôi đâu biết lái xe đâu 운전할 수, thay cái ít tà này bằng cái ọp là xong 운전할 수 없어요 thì lúc này mình có nghĩa là không thể hành động gì đó không thể động từ 운전할 수 없어요 bỏ vô nếu các bạn muốn sử dụng thân mật không 운전할 수 있어, ô oh, na 운전할 수 없어 만들다 mạnh tita mạnh tạ ở đây mình nghĩ là làm ví dụ như là mình làm bánh hoặc là nấu ví dụ như mình nấu canh nấu cơm nấu cái gì đó mình nấu nấu đồ ăn mình cũng dùng nấu hoặc là mạnh tạ tạo ra làm ra sản phẩm làm ra cái gì đó dịch vụ gì đó nói chung mình cũng có thể dịch là làm nấu tạo ra 제가 이 음식을 만들었어요. 제가 이 음식을 만들었어요. Oh, 제가 이 음식을 만들었어요 Có ai đó lại hỏi Ê, cái món này ai nấu vậy? Ai nấu mà ngon quá à? Oh, 제가 이 음식을 만들었어요 Tôi nấu á, tôi làm món này á Tôi đã làm món này để Nè, 제가 Ở đây là chủ ngữ à, Nhấn mạnh là tôi làm đó Tôi làm Mình nhấn mạnh cái chủ ngữ Thì mình dùng 이가 Còn mình muốn nhấn mạnh cái đuôi Thì mình dùng 은은 은은 thì đi với nên Còn 이가 thì mình đi với 제가 Nè, đây là trường hợp lịch sử à, 이 음식을 이 ở đây là mang nghĩa là này nè. 음식 là ẩm thực hoặc có thể dịch là món ăn. Món. Rồi, 만들다. 만들다 mang nghĩa là làm cộng với cái đuôi quá khứ động từ tính từ at ở nghĩa là đã thì lúc này mình sẽ dịch là sẽ cả tôi và tôi dịch lên tôi ở đã mà anh làm làm gì 음식 món ăn 이날 tôi đã làm món ăn này, tôi đã làm món này. 제가 이 음식을 만들었어요. 일하다. 일하다. sao 일하다. 일하다, là R, theo sau là chữ hò thì giữ hò là một cái phụ âm khá yếu nên là mình đọc luyến lên luôn ha. 일하다. 일하다. nghĩa là làm việc, có thể tách ra là 일을 하다. Mình tách cái gốc 하다 động gốc động từ này ra riêng cũng được ha. Và cái 이 này ra riêng, 일을 하다 hoặc là da. Ví dụ, 한국 회사에서 일해요. 한국 회사에서 일해요. 한국 회사에서 일해요. Tôi làm việc trong công ty Hàn Quốc. Ví dụ mình đang làm việc trong một cái doanh nghiệp Hàn Quốc nào đó. Người ta hỏi, làm việc đâu ạ? Làm việc trong công ty Hàn Quốc. Rồi, Hàn Quốc hay Mình có. Ở đây, chủ ngữ, in iga không có. Mà đây là một câu nói bình thường. Thì chủ ngữ tức là tôi. Rồi, dịch từ dịch lên ý ra tà ý ra tà mang nghĩa là làm việc đúng không chị cộng với đuôi ả à o vô nè đuôi kết thúc trong câu lịch sự nè rồi e so e so này danh từ chỉ nơi chốn cộng với e so theo sau là một động từ thì có nghĩa là làm cái hành động gì đó làm cái gì đó ở tại một cái nơi nào đó tại cái nơi chốn nào. trong trường hợp này nơi nào đây hang quốc 회사 là công ty, 한국 là Hàn Quốc, 한국 회사, công ty Hàn Quốc. 한국 회사에서 일해요. Tiếp tục, 이야기하다. 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 nghĩa là nói chuyện. Các bạn cũng có thể tách cái đuôi ha này ra, cái đuôi động từ ra nè. Và 이야기 thì mình sẽ cộng với không bạch chi mình thêm rư 이야기를 하다 cách mà phân biệt động từ dễ nhất đó là các bạn cứ phân biệt á, danh từ mà trước nó có bà chim thêm ư không bà chim thêm rư thì chắc chắn là sau đuôi nó sẽ là động từ đây là một cái trường hợp mà rất là nhiều bạn không biết tại sao lúc nào thêm ư rư cùng lúc nào thêm y cá ư, ư nên thì đây là một cái dạng mà phân biệt ư hoặc là rư phổ biến mà mình thấy là khá dễ phân biệt rồi ví dụ y y rư 다른 사람에게 미안 좀 내라 줄러 다른 사람에게 이야기 하지 마. 이 일을 다른 사람에게 이야기 하지 마. 이일은 다른 사람에게 얘기하지 마. 이야기 하지 마. 그니까 đừng có nói chuyện này với người k h á đừng nói chuyện này 이 일을 다른 사람에게 얘기하지 마. 이야기 하지 마. Mình có ở đây chủ ngữ in y ga không có thì lúc này mình dịch từ đuôi dịch lên thử coi có có <laughs> hợp không nha thì mình có chỉ mà kết thúc câu động từ cộng với bỏ động từ chỉ cần bỏ tà đó ha thôi ha bỏ tà ra mình thêm chỉ mà vào thì lúc này nó mang nghĩa là đừng có thể là khuyên răng hoặc là cũng có thể là mình cấm đoán đừng có hành động gì đó sử dụng trong trường hợp thân mật ha còn trường hợp mà lịch sự thì các bạn thêm gì các bạn động từ chi mà nhưng mà chi mà xe u cho mình là nó sẽ thành lịch sự ha rồi yagi hata yagi là động từ mang nghĩa là nói chuyện rồi nè rồi ege e danh từ chỉ người nè thêm ege vô thì lúc này nó mang nghĩa là cho hoặc là với cái danh từ với ai đó mình cho cái gì đó cho ai đó mình cũng dùng danh từ eg danh từ chỉ người nha còn mình nói với ai đó mình uh, làm cái gì đó với ai đó thì lúc này mình dùng dùng e ha eg được dùng trong cả văn nói và văn viết các bạn có thể sử dụng trong văn nói mình hay dùng hạnh thê cũng có nữa hạnh thê và eg giống nhau tuy nhiên hạnh thê thì mình chỉ sử dụng trong văn viết thôi ha eg với ai đây thả rên xà ràm ở đây mình có thả rên xà ràm nó là định ngữ của tính từ thì hiện tại nói chung là định ngữ của tính từ á. hiện tại quá khứ gì cũng như vậy nên là định ngữ của tính từ á. định ngữ của tính từ có bà chim thêm in tính từ bỏ ta có bà chim thêm in không bà chim thêm niên tức là chữ n làm bà chim cho nó và thêm sau là danh từ Mang nghĩa là danh từ mà tính từ hoặc là danh từ tính từ rồi danh từ của mình là sa ram mang nghĩa là người nè rồi, tính thuộc của mình là thả rư tà, thả rư tà mới nghĩa là khác đó các bạn. Rồi, khác không có bà chim, bỏ tà ra không bà chim thì mình thêm chữ nào làm bà chim cho nó, thả rư thả rư xà đàm. Người mà khác tức là người khác. Đừng có nói với người khác, y y rư. Ở đây, y ừ, là cái việc nè, y ừ, là này nè, y y ừ, việc này. Đừng có nói với người khác cái chuyện này nha tức là đừng nói chuyện này cho người khác nghe nha. 이 일은 다른 사람에게 이야기하지 마. tiếp tục. 공부하다. 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 공부하다, 공부하다 này mang nghĩa là học ha. 공부하다. Học ví dụ tôi đang học tiếng Hàn nè. 공부하다. Tôi học piano, uh, tôi đi học uh, học uh, ở trường đại học chẳng hạn. 공부하다. Uh, tôi học nói wow. chung là uh, bình thường mình dịch với nghĩa là học thôi mình có thể uh, có một cái động từ tương tự đó là 배우다 tà cũng mang nghĩa là học luôn ha hèu tà nhưng mà nó có sự khác nhau xíu 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 mình có một cái video để phân biệt cùng qua tà và 배우다 tà để mọi người lục lại coi nha ví dụ như sau học viện에서 한국어를 공부하고 있어요 학원에서 한국어를 공부하고 있어요. Tôi đang học tiếng Hàn ở trung tâm. 학원에서 한국어를 공부하고 있어요. Ví dụ như mình đang học tiếng Hàn ở một cái trung tâm Hàn Quốc nào chẳng nào đó chẳng hạn uh, trung tâm uh, dạy tiếng Hàn á thì mình có thể nói học quên này sao mình có thể thay cái bằng cái nơi khác cũng được rồi bây giờ phân tích nha chủ ngữ nên ý không có thì chủ ngữ ở đây mình sẽ dịch là tôi tôi hả nên ý không có và mình đang nói thì mình dịch là tôi rồi dịch từ đuôi dịch lên nha mọi người khu ít khu ít động từ khu ít tà ở đây là hiện tại tiếp diễn tức là nó dịch là đang đó các bạn hiện tại tiếp diễn là đang đang xảy ra và sẽ đi nữa 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 thì lúc này mình dịch là đang hành động gì đó khu qua tà động từ mang nghĩa là học nè tôi đang học học cái gì đây các bạn động từ nè phía trước động từ có ư hoặc là rê thì lúc này cái này là danh từ nè danh từ Hàn Quốc Hàn Quốc là Hàn Quốc thêm chữ o phía sau đọc luyến lên Hàn Quốc Hàn Quốc nó là tiếng Hàn nè Hàn Quốc mà thêm chữ o thì thì thành cái tiếng của nước đó tiếng Hàn nè rồi ê hồi nãy mình có nói với mọi người rồi danh từ chỉ nơi chốn mà thêm ê do theo sau nó là động từ thì tức là làm cái hành động gì đó ở hoặc là tại cái nơi nào đó tại nơi nào đâu các bạn học quên học quên học quên ở đây là học viện ở hàn quốc có nói học viện học quên thì mình nghe giống như ở việt nam mình là cái học viện nghệ thuật hay học viện gì đó nhưng mà thường á cái học quên ở hàn quốc nó là cái trung tâm á các bạn những cái trung tâm ngoại ngữ những cái trung tâm của việt nam mình thì tiếng Hàn sẽ gọi là hát quẩn nên trong trường hợp này thì mình sẽ nói là trung tâm mình dịch theo tiếng Việt mình là trung tâm hoặc là nếu các bạn học tiếng Hàn ở một cái nơi nào khác thì các bạn có thể thay cái nơi đó vào đây ví dụ như tôi học tiếng Hàn ở trường đại học chẳng hạn The chỗ The làm gì đó ở đâu đó thì các bạn nhớ dùng so cho mình nha tiếp tục 부르다 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 có nghĩa là hát ví dụ như mình hát nhạc chẳng hạn hoặc là gọi mình gọi ai đó

bạn thì sẽ xin của bạn tôi, bạn của tôi tức là bạn của tôi đó, bạn tôi đó. Rồi mình dịch từ đuôi dịch lên thử nha. Ở đây mình có động từ của mình là rư pūrda và cộng với cái đuôi kết thúc câu lịch sự là you thì lúc này mình có bỏ tà ra, bỏ tà ra mà nó có chữ rư này nè, thì nó lại gặp cái bất quy tắc của chữ rư. tức là sao chữ rư mà theo sau nó là nguyên âm. tức là trong trường hợp này mình có nguyên âm mà là nguyên âm AO các bạn. Những ngữ pháp nào có AO thì thường áp dụng cái bất quy tắc này ha. AO thì lúc này mình sẽ có là như sau. Đầu tiên bước đầu tiên rư mà gặp AO thì ư mất, ư mất còn là vu và cộng với chữ r. Rồi, bước số 2 là mình thêm r, tức là một thêm một cái chữ r nữa làm bà chim cho cái phụ âm đứng cho cái cái từ đứng trước nó đó. Tức là làm sao? The bu nè, mình đang có là bu cộng với r đúng không? Thêm một chữ r ở dưới làm bà chim cho cái từ trước. à Thành pul và cộng với r. Bước thứ ba là chia. Tức là mình chia cái đuôi câu dựa vào nguyên âm đứng trước nó. Tức là nguyên âm đứng trước nó của mình là gì đây? Mình có nè pull cộng với r. Bây giờ mình muốn chia đuôi ao vô -O, thì mình phải có cái nguyên âm để mình canh nè. À. Thì lúc này nguyên âm của mình là chữ u nè. U thì khi chia ao vô -O, mình phải chia xong mọi người. Nói lại ao vô -O chút nha aoyu chia aoyu tức là tính hoặc là động từ khi mà mình muốn chia aoyu thì mình bỏ tà ra tính động từ mà có nguyên âm là u hoặc là a hoặc là ao thì lúc này mình cộng với au trường hợp số 2 là tính động từ khi mình bỏ tà ra mà nó có chữ ha thì lúc này biến nó luôn thành heo cho mình trường hợp số 3 là tính động từ trừ ba cái thằng ở trên trừ thằng u thằng a và thằng h này ra tức là o nè u nè ư gì đó thì lúc này mình cộng nó với o u thì bây giờ mình chia quay lại với cái phụ đưa của mình cái bước chia nha thì lúc này nó có nè cộng với r cộng ở R nó cái nguyên âm của mình là U nó không phải là A O nè, không phải là ha tà thì lúc này mình sẽ cộng với O vô thành là Phlò vô. Rồi quay lên trên nha. Phlò vô trên này nha. Thì lúc này lưu ý ha, bà chim là R nè. Theo sau chữ R nữa thì chữ R thứ hai mình đọc là L luôn ha. Phlò vô. Phlò này hồi nãy mình nói đang với nghĩa là hát. Mà hát á muốn dịch là hát thì ở trước nó thường nó sẽ có là nụ re Nụ re là bài hát ha. Hát cái bài hát nối rê là bài hát. Rồi mình lại có cái 잘, 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 잘 này nó là phó từ á các bạn. Chai này thường theo sau nó là động từ nhiều hơn ha. Làm cái gì đó một cách tốt giỏi hay thì trong trường hợp này, 노래를 잘 불러요 thì mình sẽ dịch là hát rất là hay. Này, 제 친구는 노래를 잘 불러요. Tiếp tục, 어, 실수하다. 실수하다 실수하다 lưu ý là có cái chữ r này ha cái chữ sil này có chữ r thì lúc này mình đọc mình nhớ luyến đánh lưỡi lên ha sil sil 실수하다 실수하다 Mình nghĩa là sai sót hoặc là sơ suất ví dụ mình làm việc mà bị sai sót á chẳng nghe mình nhớ nè mà nghĩa là sai sót hoặc là sơ suất mình làm cái gì đó ô oh, 실수 thì lúc này mình sẽ dùng là sai sót sơ suất <laughs> nhầm lẫn hả sì 실수 rồi, câu ví dụ 제가 말을 실수했네요 제가 말을 실수했네요 제가 말을 실수했네요 Tôi đã nói lỡ lời, tôi nói bị sai rồi Ví dụ như mình đang nói này mà mình nói lộn á Mình nói, mình nói qua cái khác á Hoặc là mình không có ý nói vậy mà mình bị lỡ lời Mình nói là vậy á oh, 제가 말을 실수했네요 oh, 말을 실수했어요 Được được ha Chủ ngữ ở đây mình có thề gà thì lúc này chủ ngữ sẽ là thề gà là tôi. Mình đang nói là cái người nói sai là tôi á, thề gà. Rồi Dịch từ đuôi dịch lên thử ha nhiều nhiều này là dễ lắm Động từ tính từ mình chỉ cần bỏ tà thôi Mình thêm nhiều Có thể chia quá khứ luôn ha Hiện tại quá khứ đều được Mang nó là một cái dạng mà Gọi là cảm thán các bạn có thể rồi Hoặc là nè này, này nọ đó Nó mang nghĩa là cảm thán khi người Việt mình hay nói cảm thán thì mình cũng dùng giống như tiếng Hàn nha. đẹp quá ha, đẹp quá ta, đẹp quá nhỉ. <laughs> mình cũng thể dùng điệu à. Rồi, ở đây hết. Ở đây nó là thì quá khứ ạ à, ở u à, ở u, nó là thì quá khứ, mình dịch là đã. Tại vì sisu mình đã nó đã làm rồi nên là cái này mình chia quá khứ ha. Shisu đã sai sót. Mà mình bị sơ xuất mà mình bị sai sót cái mà mà này là lời nói lời nói của mình mà bị sai sót thì lúc này thường mình sẽ nói là mình nói sai sót mình nói sai hoặc là mình nói lỡ lời có thể là tôi nói sai rồi hoặc là tôi nói lỡ lời rồi thế ga mà rư si <laughs> xuyên nhiều yak su su lưu ý ha và chim là cờ theo sau là chữ hò thì chỗ này mình đọc là khờ ha yak su hứa hứa hẹn anh hứa hẹn với tôi đủ thứ xong rồi anh đi lấy vợ <laughs> hứa hẹn nhạc su kata nhạc su kejo nhạc su kejo nhạc su hứa với tôi đi anh hứa với tôi đi. phải hứa với tôi là trả tiền cho tôi đúng ngày nha nhạc su chỗ giác suất chỗ, nè, giác xuất cửa. này có bài hát luôn á, giác suất chỗ. ở đây cờ gặp hờ, chỗ này đọc khờ bình thường á. giác suất mang nghĩa là hứa, hứa hẹn. và mình có cái ngữ pháp đó, động từ a o a o mang nghĩa là làm gì đó cho ai đó, làm cái hành động gì đó cho ai đó. trong trường hợp này không có cái người nào ở đây hết, thì lúc này mình đang nói là làm cái gì đó cho mình á, anh hãy hứa với tôi đi anh hãy hứa với tôi đi còn ví dụ như trong trường hợp mình có cái người ở đây nè có cái người nào đó uh, con hứa với mẹ đi mà uh, bây giờ ba nói á ba nói con con hứa với mẹ là con không làm vậy nữa đi uh, lúc này hứa là hứa với mẹ thì lúc này mình sẽ có là danh từ ê ghê hoặc là dùng với hạnh thẻ hoặc là dùng kê kê này á thì cũng mang nghĩa là cho hoặc là với thôi nhưng mà nó là lịch sự Dành cho người lớn hoặc người mình tôn trọng. Còn hạnh the này thường dùng trong văn nói nhiều hơn. Và ế kê này thì mình sẽ dùng cho cả văn nói và dùng văn viết luôn. Nếu mà các bạn muốn an toàn thì dùng ế kê là an toàn nhất. Nè. Thôn hoa ta. Thôn hoa. Ha ta. Thôn hoa ta. hoa ta. hoa. Này là điện thoại. Ha ta. Cộng với cái đuôi động từ làm nữa. Làm cái điện thoại. Thì thường mình theo động từ mà theo trước trước nó là một cái danh từ nào đó thì mình thường mình sẽ dịch tùy theo nghĩa của cái danh từ phía trước mình dịch ha trò hà thì có nghĩa là gọi điện thoại các bạn có thể tách ra sò hoa hà tà mình nhớ rồi bút của tôi nó đã bị uh... không chịu nghe lời rồi trò là mang nghĩa là gọi điện thoại ha gọi điện thoại mình có nạn thê sò hoa mà nạn thê hoa Bây giờ mình sẽ không có ghi được nữa câu cuối cùng mà nó bị uh, Shiba rồi, lâu lâu nhóc này nó bị điên rồi. Nó cần phải được xử lý hay sao? đã anh thế, cho hoa chị mà. Ở trong trường hợp này mình có dịch từ đuôi lên nha. Chi <laughs> mà, hồi nãy có nói rồi, động từ cộng với chi <laughs> mà mang nghĩa là đừng hành động gì đó. Nếu mà mình muốn nói lịch sự, trong trường hợp mình lịch sự thì mình thêm chi <laughs> mà xe là xong mà <ha>? thêm xe <laughs> ở phía đuôi câu là xong ha. Còn hoa <laughs> ta ở đây mang nghĩa là gọi điện thoại. Danh từ đã thế danh từ chỉ người cộng với hành thể hồi nãy mới nói xong cho ai đó trong trường hợp văn nói và khi mình nói trong trường hợp lịch sự thì mình dùng kê và trong trường hợp mà nói văn viết đều dùng được thì mình dùng e ghe đã e cho nó gì mà đều được ha cho e cho anh thế cho nó chị mà sẽ đều được nha rồi u ta ngày hôm nay tới đây thay mọi người phần này tự nhiên viết của mình bị hư nên là kết thúc không được tốt có hậu lắm nè à mọi người nếu có thắc mắc hoặc là góp ý cho video thì nhớ comment ở bên dưới mình sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất nhá này 오늘 여기까지만 합니다 안녕